Thưa quý vị, cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận là một trong 7 tuyến cao tốc mà Bộ Công an đưa ra cảnh báo có nhiều nguy cơ tiềm ẩn gây mất an toàn giao thông do tuyến chưa đảm bảo tiêu chuẩn, không có làn dừng khẩn cấp. Theo ghi nhận, ngày 3 tháng 11, lượng xe trên tuyến cao tốc này khá đông ở cả hai hướng, do mỗi hướng chỉ có 2 làn xe, không có làn dừng khẩn cấp như các tuyến cao tốc khác, nên theo các lái xe, khi lái xe trên tuyến đường này có cảm giác chật chội, bí bách. Đặc biệt, tuyến cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận không có làn dừng khẩn cấp, mà chỉ bố trí 11 điểm dừng khẩn cấp khá nhỏ so với nhu cầu thực tế. Theo quan sát tại một điểm dừng khẩn cấp trên tuyến, đoạn đi qua thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, hầu hết các xe đều đậu lấn ra khỏi điểm dừng khẩn cấp, gây ảnh hưởng đến xe chạy trên đường. Dưới đây là một số hình ảnh nguy hiểm trên tuyến cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận. Tuyến đường dài 51,5 km được đầu tư kết nối vào cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương tại nút giao Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang đến nút giao An Thái Trung, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang sẽ kết nối vào dự án cầu Mỹ Thuận 2 đang được thi công xây dựng.